không bao giờ là quá muộn để trở thành doanh nhân. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Văn Toàn, là nhà đào tạo về kinh doanh và phát triển con người. Các bạn nên nhớ là kinh doanh không có độ tuổi nào cũng được kinh doanh hết các bạn, nó không quan trọng. Nếu các bạn nghe bố mẹ của các bạn, rồi nghe được những người xung quanh và nghe những người lớn tuổi của các bạn là nói là ôi, tôi già rồi, tôi không làm được kinh doanh nữa đâu, thì đó là chỉ là ngụy biện của họ thôi các bạn. Các bạn có thấy một cái câu chuyện là của ông gà hiệu gà KFC lớn trên toàn thế giới không ạ? Ông ấy 65 tuổi, ông ấy mới bắt đầu khởi nghiệp về làm cái hiệu gà này, và họ ông ấy nhân bản cái hiệu gà này bây giờ thì trên toàn thế giới đúng không ạ? Cho nên kinh doanh không quan trọng độ tuổi, nhiều tuổi cũng được, ít tuổi cũng được, trẻ cũng được, già cũng được, không sao hết. Quan trọng là các bạn có sự mong muốn và các bạn hành động của các bạn thì các bạn sẽ đạt được cái điều mà các bạn mong muốn. Cảm ơn tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video này ý nghĩa thì hãy nhớ đăng ký kênh của Toàn và hãy nhớ nhấn hình quả chuông để khi mà Toàn ra video các bạn là người đầu tiên nhìn thấy. Hãy đăng ký ngay bây giờ.